Trời ơi, ngon chưa này mọi người ơi. Hôm nay xin mời mọi người nhậu với lại hai vợ chồng mình. Cái loại cá này bên Hàn người ta gọi là qua Megi, còn bên Việt Nam là cá gì mình không biết. Chắc người ta chỉ phơi qua xong bây giờ ăn luôn mọi người. Đang vào mùa này, ăn cùng với cá này thì là gồm có các loại rau, tỏi, ớt. Xong có cái rau gì nhỉ? Cái rau mà người ta làm cái mầm ấy, ăn cũng được. Thế nhưng mà hôm nay không mua được, còn đây là cá thần bơn. Ăn cùng. Xin chào bác. Anh chào, anh chào mọi người. Mới làm việc xong là vợ mua cho nguyên một đĩa như này ăn. Tại vì bảo là cái này mà mình qua mùa ấy là rất là khó mua mọi người. Chúng chúng. Ừ? 마늘 그게 없네. 뭐? 마늘 좀. À, upsa. Anh bảo thiếu một cái nữa là cái ngồng tỏi. Ngồng tỏi bây giờ thì có. Phải một thời gian nữa mới có. Hay nhỉ? Không biết người ta đã chế biến hay là chỉ phơi nhỉ? Mình không rõ luôn mọi người ơi. Quay cái dầu đi ăn quá. Ani, cái nhà xanh đó. À. Cũng chỉ. Cá tươi xong người ta phơi khô thôi mọi người ơi, chứ không phải là người đã chế biến gì hết. Xong ăn sống như này. Hay chưa? Mình ăn được nhưng mới đầu ăn sợ tanh, thế mà ăn thử thì lại thấy ngon. Với lại ăn kèm những cái loại gia vị này thì là ok. Hôm nay bên Hà xong lại thời tiết này còn mưa âm u nữa chứ. Mọi người đi này, màn hình nó rất là tối. Bây giờ nó đang mưa tấm tách ở bên ngoài. Ăn vào mặt mũi cứ nhắm chặt vào như là đấy sao? Mình hỏi có ngon không? Ăn có mặc. Sao không xương nhỉ? Nhưng mà đợi anh tí để anh cảm nhận xem cái mùi vị nó như nào đã. Bó tay ông này. Tôn chút còn thôi. Hả? Tôn chút. À, nó dẻo dẻo mọi người ơi. Em bây giờ mình bây giờ đang đi học về, mẹ nói là có ít gỏi thì là mặt này. Tỉnh bơ đông gơn gọi nó ra, nó bảo là đợi con một lúc, thế bây giờ em nó về là hết à. Lúc có cái gì ăn là phải người ta phải chạy ra ngay đây, lúc nào cũng phải là cái câu đợi con một tí. Thế rằng em nó ăn hết. Cứ bảo sao em thì mập còn anh gì này. Rửa tay. Xôn xí xong. Đấy, rửa tay xong mới ăn nhá. Học 2 môn là hơn 5 giờ mới về. Xong hôm nào cũng tạp vào cửa hàng thay xô, mọi người không mua nhưng mà chỉ ngắm thôi. Sắp sửa đến Giáng sinh, cái tại trong trưng bày những cái đồ dễ thương ấy. Lau tay đi xong ăn cho này. Ủa? Ừ. Cho ăn cho. Bảo ngồi bên cạnh bố hai con ăn. Min, min chơi cái tô mộ bà. Bảo nó ăn thử lòng ăn. Qua mấy cái gì? Ăn em. Nhìn cái đồ ăn và là sân vào luôn. Đúng rồi. Ngon không? Dạ ngon. Biết mỗi câu dạ ngon lâu không dùng mà quên. Cái cá này thì là ngon mà. Cái cá thần bơn này mình cũng ăn được. Có điều là từ cái ngày mà bên Nhật nó xả cái nước ấy đấy mọi người, cho nên cũng hạn chế. Thực sự là hải sản nhà mình thích ăn lắm. Thế nhưng mà thực sự từ cái ngày đấy giờ là kiểu gì ấy, mình cái cảm giác ấy mọi người, ăn chắc là cũng chẳng sao đâu, thế nhưng mà cái tâm trạng nó cứ kiểu gì ấy thì là thỉnh thoảng mới ăn. Hôm nay có cái bạn này, bạn ấy là người Việt Nam chứ, bạn bảo chị ơi em sắp nghỉ rồi. Em sắp nghỉ rồi, chị mua gì mua đi em bán rẻ cho. Hai bố con nhà này ăn kiểu đúng phò mọi người ơi. Ăn cái gì cũng rất là ngon miệng luôn, còn đông gơn thì nó giống mình. Món nào ngon thực sự thích ấy, món Việt thích thì ăn ngon miệng, chứ còn bình thường ấy không ăn mấy. Trộn với cái này này. Ăn người ta phải ăn với rau. Không ăn. Vừa nó cuộn những hai miếng à. Ôi mình chưa ăn giỏi thế. Kia này, mọi người. Ở bên Hàn Quốc người ta ăn sống cái này này, cái lõi ở bên trong mọi người, cái lá dài không ăn, những cái lõi ăn rất là ngọt nha. Thế mà bên Việt Nam mình mọi người anh không ăn cái này. Thêm bột chua cho nha. Phải chấm nhiều vào. À quên, kim. Nhiều này. Ừ. Anh cho mình vào ớt. Tại vì mình sợ nó tanh. Kim. Còn gì đâu, cho nốt. Chính xác à. Cho thêm một ít là lá kim vào nữa mọi người. Xin mời mọi người.
mà cho cơm vào nhưng mình không ăn cơm. Tự nhiên ăn gói không cho cơm mà mình lại không thích nhá. Nó thử nhá. Nó hơi tanh thật. Nó cố kia em thấy là cũng bánh mà. Trên mạng người ta bán nhiều lắm, mạng của Hàn nữa. Mà cứ sợ nó không có ngon nên là lại mua ở đây. Mà thực sự cái này nó cũng không phải là cái dạng ngon nhất rồi. Nó hơi hơi có cái vị tanh của cá. Mua rồi. Thông Ngân à, Thông Thông à, hay bố có ốp ốp rồi chứ. Không ra ăn nhanh, em ăn hết rồi. Bây giờ là bố nó quay video, hai vợ chồng mình quay video thì nó ngồi ăn. Thực sự là tối là mình mua cái loại cá gì nhỉ? Cá cá này. Cá đào à? Đây tối này là có cái món cá đào này cơ. Mọi người mình mua một mảng như này, đúng là 16.000 won. Mà các bạn này, bạn này bảo chị ơi mua đi em bán rẻ đó, chị bạn đi có 10.000 mà được hai con to đó, mình sẽ chiên lên xong cho bọn con ăn. Bây giờ là nó ăn cái này nó ăn tạm thôi, chứ còn ăn cái này mà để no nhà mình phải mua 2 cân mới đủ. Ăn không riêng em bán nó này rồi tiền đặt. Anh Long Sơn với bạn Minh Chu là cái anh người Việt Nam, bạn người Việt Nam này bạn bán rẻ cho. Bố má cảm ơn. Bố có sức khỏe luôn. Đúng cái món anh ấy thèm ăn. Anh ăn thú chân đi ba. Mà sơn chưa, tôi đồ mà chua nó mà sơn. Ăn thử đâu anh. Đã có là mì đâu bà. Đã có cơ phần nữa nè. Đi con mà sao sơn. Thời tiết mưa xong cả ngày âm u buồn lắm. Đang mưa xong lại rét nữa chứ. Mà đồ 먹을 정도면 너도 충분하지. 와. 이메 두 개 해. 오빠도 좀 주게. 오빠도 줘. 아, 그래도 좋아. 아, 안 먹어. 빨간 고추 맛이 좀 추가 우리 언니가 한국 와서 거기서 주는 음식 있잖아. 못 먹어서 김, 오직 김하고 밥 말아서. 그래 원래 좀 맛있다고. 내가 말했지, 왜? Hôm nào mà làm vào cái dãy nào mà ông mang cơm cho ấy, nhiều đồ nhiều khá chị không ăn được. Thế là hôm ấy lên đây thì mình cho chị mấy cái hộp kim. Chị bảo là cứ không ăn được món gì chị này bỏ lá kim cho chị ăn thì lại thấy rất là ngon. Nên mình mới đầu tháng thế, món gì không ăn được bán là ăn cá ruội kho với lại lá kim. Nếu không ăn được, cũng mới thấy rồi. Người nước ngoài ăn hết kim của Hàn Quốc. Nó xong. Chúc cơm đến đây thế nào thế này. Cơm cơm nó vẫn lên trên nền nhà. Ăn thì nhộp xem mình làm gì sao vậy nhỉ? Làm ngon còn nhưng mà hơi tanh một tí. Thêm cơm làm sao đại? Mình chưa lại quay đồ nướng cho ăn. Hóc đóc à? Mình trông nó sải bài lên rồi. Cái đứa Haman này nó về nhà cái nào nó lục tủ lại. Còn cái thằng anh thì à, gọi vào miệng, đưa vào miệng nó không ăn. Trời ơi. Ở nhà anh thì bao giờ 가기로 했어? 짱이랑. Ở nhà anh? Cũng là đi, chị mới làm xong. Anh bảo bao giờ đến chỗ thăm chị gái, mình bảo chưa biết rồi, chị và chị đi làm à. Tại tự nhiên có việc đi làm thông 5-6 ngày nay rồi. Cứ rình rình. Tối nào gọi điện hỏi xem nó có được nghỉ không rồi mình xuống. Thế nhưng mà đi làm. Chồng nghỉ cũng tiếc mọi người, mới
nó chưa vào đông hẳn cho nên là có việc thì cứ tranh thủ đi, chứ mà thực sự nếu mà cái lúc mà nó nhiều tuyết rơi lúc đấy thì nghĩ là chắc là không có việc nhiều đâu. 월급을 일주일 만에 주니까 좋겠다. 일주일 아니고 10일. Lương là một tháng nhận 3 lần. Cứ được 10 ngày người ta trả lương mọi người. 미국식이네. 미국은 주고 부르잖아. 한주 한주. 일주일마다 월급 주고. Hôm nào được trong một tháng á sẽ em hỏi chị Nguyệt xem là nhận được bao nhiêu lương để làm nông nghiệp ở Hàn Quốc rồi. Xong mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Lần này chưa có được ngày nào bao nhiêu á. Tốt thay rồi. Từ 10 đến 10. Anh bảo cho như thế thì là người lao động người ta có cái tinh thần làm việc. Mình ở đây thì có tiêu gì đâu. Cần cái gì mình đã gửi hết cho chị rồi. Đồ ăn ở đấy nó cũng có luôn, chẳng mua gì, chẳng tiêu đến gì. Làm bao nhiêu rồi hầu như là tiết kiệm phải đến 95%. Nhiều chị bảo là cũng may là có em gái sang đây cũng đỡ ấy. Nhưng mà cũng thật đấy. Chứ ngày xưa lúc đầu mình mới sang ấy, ngày mười mấy năm ấy vất vả lắm. Thiếu thốn cái gì mình cũng chẳng biết tiếng nói để mà chồng nó mua cho, không biết. Đồ ăn các thứ ấy cũng hiếm thôi, xong rồi có như bây giờ là người Việt mình làm nhiều đồ ăn bán được. Có chữa hai đứa mà thèm tô mì các thứ mà không có ăn. Nhờ hướng bưng đồ ăn xin chúc các hướng bưng đồ ăn xin chúc các hướng bưng ăn với lá kim đúng mà mình toàn ăn với rau này, rồi nó ngọt đấy, có bánh xoong. Vừa nãy mình đi đón Long Quân mua này về. Trời ơi, ra mở cửa phát cái xe nó ướt hết. Kiểu như là anh chồng mà anh không đóng hết cửa sổ mà anh lại để nó tầm khoảng 10 như này, 10 phân chừng tôi. Còn đêm qua nó mưa thông chứ, ướt hết vào cái chỗ ngồi xong này lau. Không sao đấy hả? Mình cào nhau, anh bảo không sao. Khi nào rồi cảm giác là chẳng. Tưởng cái mình gọi điện nhé, mình cào nhau. Anh bảo là cứ tưởng là cái vụ gì to tát. Làm cho anh sợ. 아까 다 젖은 줄 알았잖아. 김이 맛있다. 그냥 얘 맛있어. 그래? 응. 막 김 ngon hơn mình thấy ăn này cũng ngon. 이게 술이 안 취하는 거야. Rồi thì thôi mọi người, hôm nay mình quay đến đây thôi nhé. Hẹn là mọi người vào những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh của gia đình nhà mình nhé.